Theo 9to5Mac, Apple đang phát triển hai nguyên mẫu iPhone màn hình gập khác nhau. Hai nguyên mẫu iPhone màn hình gập đều có thiết kế dạng vỏ sò. Những chiếc iPhone màn hình gập được mô tả là đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, vì thế táo khuyết chưa thể cho ra mắt sản phẩm này trong tương lai gần. Thời gian sớm nhất mà thiết bị này có thể ra mắt là vào năm 2026. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết Apple đã gặp phải thách thức với dự án iPhone màn hình gập. Apple được cho là đã tiếp cận với một số nhà cung cấp linh kiện liên quan đến hai mẫu iPhone màn hình gập. Tuy nhiên, báo cáo trên cũng chỉ ra rằng công ty vẫn có thể sẽ hủy bỏ dự án trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của Apple. Cũng theo thông tin từ báo cáo, Apple muốn tạo ra một chiếc iPhone mỏng bằng một nửa so với các mẫu iPhone hiện tại để nó không quá dày khi gập lại. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý pin và màn hình khó để táo khuyết đạt được mong muốn này. Theo Mark Rumer, CEO Tim Cook lần đầu đề cập với các kỹ sư và nhà thiết kế của công ty về một chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2018. Đến nay, công ty vẫn cân nhắc về các vấn đề kỹ thuật cũng như mức giá cao của sản phẩm. Cũng có thông tin cho rằng Apple sẽ phát hành một mẫu iPad màn hình gập trước khi ra mắt iPhone màn hình gập. So với điện thoại, iPad gập có yêu cầu về độ bền ít nghiêm ngặt hơn và thiết kế cũng có thể dày hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay và hữu ích hãy nhấn like và chia sẻ. Hoặc thêm phần bình luận góp ý để các video sau chúng tôi được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.